Fred xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Fred. Thì toàn bộ học viên của bên trung tâm đào tạo Fred khi đến học thì đều thực tế trực tiếp theo dõi những giá trị tôi vận dụng ở trên thị trường. Và tôi đều khuyên toàn bộ những anh em học viên đi theo học của bản thân tôi là gì nhỉ? Trên thị trường giao dịch Fred này không có chuyện mà chúng ta lao vào trong thị trường này một cách nhanh chóng mà có thể vận dụng được ra trên các giá trị trên thị trường. Tài khoản này từ hôm mà tuần trước anh đến tìm hiểu khóa học của mình có phải là gì nhỉ? Mình vào thực tế trên thị trường và mình đánh cho anh em xem không? Mình lên nhầm tài khoản nha. Mình lên nhầm tài khoản nha. Thế nên là gì nhỉ? Tài khoản này có đúng là gì nhỉ? Một trong những tài khoản mà đợt trước anh vào và mình cũng lên cho anh xem đúng không? Và đánh thực tế. Và tài khoản này lúc anh đến thì tài khoản này nó rất là ít tiền đúng không? Mà mình đánh là mình đánh rút và cho anh thấy cuối cùng lợi nhuận cao chưa? Đó. Thì khi mà chúng ta tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex thì bản thân chúng ta cần phải nhìn thấy rõ các giá trị thực tế trên thị trường. Và điều này thì chúng ta cần phải hiểu rõ là những giá trị vận dụng áp dụng này đều cần phải có thời gian để chúng ta trải nghiệm, đều cần phải có giá trị để chúng ta nhìn nhận, đánh giá. Có như vậy chúng ta mới biết được rằng người đó có năng lực thật sự hay không trên thị trường về đầu tư Forex này. Cái điểm này có phải là mình cho từ buổi sáng không? Lúc học mình đã cho từ buổi sáng. Có phải là gì nhà mình là đợt đầu mình đã limit đây mà mình đã ăn xong rồi mình cắt bớt khối lượng mình kẹp lại đúng chưa? Đó. Thì khi mà chúng ta giao dịch ở trên thị trường, chúng ta muốn tối đa hóa lợi nhuận thì chúng ta phải thấy rõ được các giá trị vận dụng ở trên thị trường, người đứng ra chia sẻ họ phải chứng minh. Và anh từ hôm mà anh đến theo dõi mình cho đến nay thì anh quay lại đây và anh có thấy gì nhỉ? Trong mấy ngày trời anh ngồi với cả mình, anh thấy mình điểm vào ra mình đọc trước hết không? Đúng. Có phải không phải ai mình cũng trong ngồi cùng đó. Thì đây là một trong tài khoản để tôi lên tài khoản sau cho anh em cùng theo dõi. Hẹn gặp anh em tài khoản sau nhé, lên cho đẹp. Tâm ơi,